được đến những nơi mà Thiên Chúa đã tỏ mình cho con người được biết, được đi trên những con đường có dấu chân xưa của các ngôn sứ, của Đức Mẹ, của Gioan Tẩy Giả, của Chúa Giêsu và của các tông đồ. Được tận mắt chiêm ngắm Thánh đô Jerusalem, được hân hoan cùng với dòng người hành hương từ muôn phương tiến về thành thánh. Israel theo nghĩa đen là đất thánh và Jerusalem là trung tâm thiêng liêng của ba tôn giáo lớn. Với Kitô hữu, đây là nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh và phục sinh. Với người Hồi giáo, đây là nơi Muhammad hành trình lên thiên đàng. Và với người Do Thái, đây là nơi vua Solomon xây đền thánh. Israel là điểm giao của ba châu lục, châu Âu, châu Á và châu Phi. Vì vậy, tin mừng được loan báo khắp thế giới mau chóng một cách nhiệm màu. Đặt tay lên tảng đá nơi Đức Mẹ quỳ gối đáp lời xin vâng, cầu nguyện trước tảng đá mà Chúa Giêsu đã quỳ cầu nguyện trước cuộc khổ nạn. Hôn kính tảng đá nơi đặt xác Chúa Giêsu hạ xuống từ thập giá và bao nhiêu địa danh khác gắn với cuộc đời đấng cứu thế, thật đáng kính, hấp dẫn lời mời gọi. Cuộc đời của Chúa Giêsu như hiển hiện trong mỗi chặng đường mà đoàn hành hương đi qua, cảm xúc dâng trào và đức tin được củng cố bởi được chạm đến từng khoảnh khắc mà đấng cứu thế đã trải qua đau khổ để chiến thắng vinh quang trong nước trời. Carnival là công ty du lịch nhiều kinh nghiệm và vinh dự được chọn làm nhà tổ chức cho các sự kiện lớn của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đại hội Gia đình Thế giới, Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các chuyến hành hương thánh địa, tòa thánh từ các giáo xứ. Dịp này, Carnival khai trương nhiều điểm đến mới lạ, độc đáo như Israel, Jordan, Ai Cập và nhiều quà tặng cho du khách rất hấp dẫn. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Địa chỉ văn phòng chính 201 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 093-999-1386, 094-337-9386, 090-991-1386.